Sự giống nhau kỳ lạ giữa Megan và vợ cử Phương Anh Hình ảnh mới được công bố của nữ công tước xứ sắc xét trong bộ đồ đỏ khiến các chuyên gia hoàng gia liên tưởng tới Wallis Simpson, vợ của cử phương Edward VIII. Bức ảnh được chụp bởi nhiếp gia nổi tiếng Misan Harriman tại hội nghị One Trang World ở Manchester vào hồi tháng 9 cho thấy Meghan mặc thiết kế bắt mắt của Anna cho Tomorrow, một nhãn hiệu thời trang New York. Hình ảnh này khiến một số người để ý đến sự giống nhau trong trang phục của Megan với nữ bá tước Windsor Wallis Simpson. Bà Wallis từng mặc một bộ đồ rất giống Meghan vào năm 1971, đó là chiếc váy van đỏ với vạt khăn dài vắt qua cổ. Cả hai nàng dâu hoàng gia thậm chí cùng trẻ ngôi giữa và buộc tóc phía sau. Vợ chồng Edward có phong cách chụp ảnh cũng gần giống với vợ chồng Harry. Kể từ khi Meghan gia nhập hoàng gia rồi đột ngột rời bỏ, cô cũng từng nhiều lần được so sánh với Wallis Simpson. Họ đều là những phụ nữ Mỹ từng ly hôn trước khi gặp hoàng tử của đời mình năm 34 tuổi. Nhưng khác Megan, Wallis không nhận được sự ủng hộ của hoàng gia khi cưới. Người yêu của Wallis, hoàng tử xứ quay lên ngai vàng trở thành vua Edward VIII vào ngày 20 tháng 1 năm 1936. Song vì muốn lấy Wallis, người đã qua hai đời chồng, ông đã phải thoái vị vào ngày 11 tháng 12, ngày trong năm lên ngôi. Sau đó, Edward được tấn phong làm bá tước Windsor và cưới Wallis vào năm 1937. Họ nhanh chóng chuyển đến Mỹ sống sau khi kết hôn và hiếm khi trở về Anh. Trong khi Meghan vô cùng tự tin, Wallis lại sử dụng những bộ quần áo đắt đỏ để che giấu sự bất an của bà. Khi được một người bạn hỏi sau khi cùng chồng thoái vị năm 1936, tại sao bà dành nhiều thời gian và sự quan tâm cho việc ăn mặc, Wallis trả lời, Chồng tôi đã từ bỏ mọi thứ vì tôi, tôi lại không phải là một phụ nữ xinh đẹp, tôi chẳng có gì đáng để ngắm cả, vì vậy điều duy nhất tôi có thể làm là mặc đẹp hơn người khác. Ngay cả Harry cũng được so sánh với ông nội quá cố của mình. Cựu vương Edward VIII Mặc dù công tước xứ sắc xét không chung sở thích mặc những bộ quần áo đắt tiền như Edward, anh vẫn thể hiện sự tận tâm dành cho vợ giống như cách Edward đã làm với Wallis. Ngoài ra, hậu Messi dường như Harry còn mang nhiều biểu hiện giống người họ hàng của mình hơn. Theo nhà sử học hoàng gia Hugo Vickers, ông chưa bao giờ thấy ai có đôi mắt buồn như Edward. Vickers tin Harry hiện tại cũng mang nỗi buồn tương tự. Gần đây, hoàng tử 38 tuổi được cho là vẫn bị gia đình xa lánh sau khi anh sang Mỹ theo vợ trong khi Megan thường muốn thể hiện hình ảnh mạnh mẽ và quyền lực trong các bức ảnh bằng cách nhìn thẳng ống kính, Harry lại trông thiếu tự tin hơn rất nhiều. Còn một điểm khác biệt nữa giữa hai cặp vợ chồng này, trong suốt thời gian sống lưu vong, chưa một lần Wallis cảm thấy buồn phiền về sự bất công từ phía bộ máy hoàng gia và cũng không giống Harry, người luôn kể về gia đình mình với truyền thông, Edward giấu kín tâm sự. Bên cạnh đó, Megan được hoàng gia trao cho mọi thứ mà Wallis bị từ chối danh hiệu HRH, đám cưới hoàng gia và sự chào đón nồng nhiệt của nhà Quyên so.